Ngày 19 tháng 8 năm 2019 vừa qua, phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hủy hoại tài sản tại 209 xã Đàn tiếp tục được Tòa án Nhân dân quận Đống Đa đưa ra xét xử. Qua phần xét hỏi, các đối tượng và người bị hại tranh luận hết sức gay gắt và thể hiện đối tượng Nguyễn Trọng Dân quanh co, chối tội. Trong khi các hành vi của Nguyễn Trọng Dân đã rõ ràng và Tòa án Nhân dân quận Đống Đa đã ra quyết định trả hồ sơ vụ án hình sự trên cho Viện Kiểm sát Nhân dân quận Đống Đa để làm rõ một số vấn đề. Cụ thể theo quyết định, bị cáo Trần Thị Nga không thừa nhận hành vi hủy hoại tài sản. Một cái ngày cuối của tháng 5 thì tôi không nhớ ngày nào thì tôi đang ở trên Yên Bái. Thì anh Phong anh gọi điện cho tôi, anh bảo mở cửa cho thợ vào làm. Thì tôi gọi điện cho con tôi thì không được, thì tôi mới gọi điện cho cái bạn Dương bạn đang ở nhờ đấy. Thì bảo là cháu mở cửa đấy cho mấy người thợ người ta vào người ta làm việc. Đây là tôi chỉ đến tôi mua đất của anh thôi. Mua bán anh Đạt. Giữa chị và anh Đạt mua có giấy tờ. Không có giấy tờ. Lý do là lúc đầu thì tôi cũng bảo anh Đạt là phải cất giấy tờ, nhưng mà anh Đạt bảo là đất này là của Minh và lấn chiếm, cho nên là bà Minh báo không ghi, bà chỉ chấp nhận bán như thế thôi, còn đồng ý thì mua, thì tôi cũng đồng ý. Bị cáo quen biết Nguyễn Trọng Dân qua chị Phương giới thiệu vào khoảng cuối năm âm lịch 2013. Chị Phương là em gái của chị Nguyễn Thị Kim Nga, chủ cũ số nhà 209 xã Đàn. Trước đây Nguyễn Trọng Dân bán một phần nhà 209 xã Đàn cho chị Nguyễn Thị Kim Nga. Sau đó Nguyễn Thị Kim Nga bán lại cho Trần Thị Nga. Sau khi quen biết, bị cáo và Nguyễn Trọng Dân điện thoại liên lạc với nhau nhiều lần. Nguyễn Trọng Dân là người đặt vấn đề mua bán phần nhà đất đã bị phá dỡ với bị cáo. Dân bàn với bị cáo việc phá dỡ bàn giao mặt bằng với mức giá là 1,2 tỷ đồng và làm vào buổi tối ngày 27 Tết âm lịch năm 2013 cho vắng vẻ. Nhưng do đã gần Tết phải về quê nên bị cáo không đồng ý. Bị cáo biết phần nhà đất bị phá dỡ thuộc 209 xã Đàn là tài sản của bà Phạm Thị Minh nên bị cáo đã xin số điện thoại bà Minh từ người bán hàng nước ở đó để liên lạc trực tiếp nhưng không gặp được bà Minh. Người bị hại, ông Lê Ngọc Hùng đề nghị hội đồng xét xử ra quyết định tập biên bản, ra nhận hồ sơ và thống kê tài liệu chi tiết kèm theo của bán hay chi tiết nào giữa công an phường Đồng và công an phường Đàn, bởi vì giữa công an phường Đồng khi mà ra bộ và thống kê đã chỉ có thống kê tất cả những hồ sơ nào quan quận, còn trong đó thì sẽ thống kê được là công an quận Đàn và cảnh sát quận bỏ hồ sơ ra ngoài. Đầu tiên là biên bản chỉ ngày 30 rồi, bây giờ phát hiện có biên bản mình chỉ 76 ngày. Còn có hồ sơ nào của công an quận bỏ ra ngoài không thì phải xem cái đó. Ông Hùng khẳng định Nguyễn Trọng Dân và Nguyễn Thanh Phong phải cắt phá cửa cuốn tòa nhà trước, rồi xông vào trong nhà xây một bức tường ngăn thì mới phá được hai bức tường. Nếu không sẽ làm sập dầm bê tông nhà, sau đó mới lắp cửa sắt xếp khóa lại. Như vậy mới phù hợp với bản ảnh hiện trường tại cơ quan công an quận Đống Đa và bản ảnh ngôi nhà 209 xã Đàn mà ông Hùng xuất trình kèm theo đơn đề nghị vào ngày 19 tháng 8 năm 2019 tại phiên tòa. Đề nghị khởi tố các đối tượng Lê Huy Giang, Nguyễn Thanh Phong, Nguyễn Trọng Dân với vai trò đồng phạm. Nguyễn Thanh Phong khai, Phong thừa nhận cùng với Nguyễn Trọng Dân thực hiện hành vi phá dỡ tài sản vào sáng ngày 30 tháng 5 năm 2014. Đến đầu giờ chiều cùng ngày, Nguyễn Thanh Phong khẳng định Lê Huy Giang không phải cả ngày là người trực tiếp xuống mở cửa cho Phong lúc 7 giờ 30 phút sáng và là người đứng ra ký kết biên bản làm việc với công an phường Nam Đồng. Nguyễn Trọng Dân khai, Dân thừa nhận lời khai của bị cáo Nga tại phiên tòa là đúng. Dân là người đặt vấn đề đầu tiên với bị cáo Nga về việc mua khoảng 3m2 nhà đất 209 xã Đàn của ông Hùng, bà Minh. Việc chuẩn bị nguyên vật liệu để phá dỡ xây dựng như cuốc, sẻng, xà beng, máy khoan, máy cắt cũng như gọi thợ đến để phá dỡ và lắp cửa đều do Dân trực tiếp làm. Sau khi phá dỡ xong bức tường chắn và tháo cửa cuốn xuống thì Dân và Phong đi mua cửa sắt xếp để lắp vào phần cửa cuốn của nhà 209 xã Đàn đã được tháo xuống từ trước. Sau khi Dân bàn giao thợ cho Phong thì Dân lại cùng Phong chỉ đạo thợ cắt phá cửa cuốn, xây tường ngăn, đập hai bức tường và lắp cửa sắt xếp khóa lại. Hoàng Đạt khai, Đạt không mua bán nhà đất 209 xã Đàn với Trần Thị Nga. Đạt cũng không biết nhà đất 209 xã Đàn là của ai, không biết chủ tài sản. Nhưng có nói với Nga, cứ đập phá đi rồi xây dựng, chiếm giữ thì bắt buộc chủ nhà phải ra mặt. Lúc đó mình thương lượng là dễ nhất. Nếu họ không đồng ý thì hoàn trả nhà đất cho họ. Người làm chứng Lê Huy Giang khai, do thời gian đi học suốt ngày, chỉ về 209 xã Đàn vào thời gian cuối giờ trưa đến đầu giờ chiều. Việc ký vào các biên bản làm việc với công an phường Nam Đồng thì Giang chỉ ký vào buổi trưa. Như vậy là toàn bộ lời khai tại phiên tòa và trong quá trình điều tra, bị cáo Trần Thị Nga đều khẳng định biết nhà đất tại 209 xã Đàn là của bà Minh. Bị cáo khai không thuê Phong, Dân
phá dỡ tài sản mà bị cáo khẳng định mua tài sản này với Nguyễn Trọng Dân, Nguyễn Thanh Phong, Hoàng Đạt. Hoàng Đạt có trách nhiệm bàn giao mặt bằng sạch cho bị cáo. Toàn bộ lời khai tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa, Nguyễn Trọng Dân khẳng định biết nhà đất 209 xã Đàn là của bà Minh, ông Hùng. Nhưng vào sáng ngày 30 tháng 5 năm 2014, Phong Dân là người trực tiếp chỉ đạo thợ phá dỡ và trực tiếp thực hiện việc phá dỡ, lắp đặt cửa xếp, chiếm giữ 3m² và khóa lại. Xét thấy ngoài bị cáo đã khởi tố và điều tra chứng cứ trong hồ sơ vụ án cho thấy còn có người đồng phạm khác liên quan đến vụ án nhưng chưa được khởi tố bị can. Vì vậy, tòa quyết định trả hồ sơ vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 145/2019 TLTS HSST ngày 20 tháng 5 năm 2019 đối với bị cáo Trần Thị Nga, sinh năm 1968, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú là 209 Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, bị Viện Kiểm sát Nhân dân quận Đống Đa truy tố về tội hủy hoại tài sản theo khoản 1 điều 143 Bộ Luật Hình sự năm 1999. Giao cho Viện Kiểm sát Nhân dân quận Đống Đa làm rõ những vấn đề sau. Xem xét làm rõ vai trò đồng phạm tội hủy hoại tài sản đối với Nguyễn Thanh Phong, Nguyễn Trọng Dân, Lê Huy Giang. Thu thập biên bản giao nhận hồ sơ và thống kê tài liệu chi tiết kèm theo giữa Công an phường Nam Đồng và Công an quận Đống Đa đối với vụ án hủy hoại tài sản 209 xã Đàn. Làm rõ có hay không việc mua bán nhà đất 209 xã Đàn giữa bị cáo Trần Thị Nga và Hoàng Đạt. Căn cứ theo hồ sơ tài liệu mà cơ quan điều tra công an quận Đống Đa thu thập, lấy lời khai và tại tòa có thể nhận định việc Nguyễn Trọng Dân có quen biết với bị cáo Trần Thị Nga từ trước, thậm chí là còn có ý định phá dỡ từ năm 2013. Vì vậy, do không mua bán được với chủ nhà, nên Nguyễn Trọng Dân và Nguyễn Thanh Phong phá dỡ nhà của ông Hùng, bà Minh. Như vậy, có đủ cơ sở để khởi tố đối với Nguyễn Trọng Dân tội đồng phạm trong vụ án hủy hoại tài sản số 209 xã Đàn.